Vân Anh có suy nghĩ giống thể hiện mình là lớp trưởng đấy ạ. Vừa mới nói xong là x bằng x cộng 1. Sao tại sao lại bê cái x cộng cộng vào con số log nó lại không bằng cộng 1 là bằng 8, nó lại sao lại bằng 7. Thử nghĩ nào. Nó thích thế. À, có bạn nào có cái tưởng tượng được cái gì hay ho ở đấy không? Logic của phần này như sau. Đúng, x cộng cộng tương đương với việc là x bằng x cộng 1, tức là cộng thêm một giá trị cho cái biến này. Tuy nhiên, cái việc cộng một giá trị nó sẽ xảy ra sau khi chúng ta hiển thị xong cái x cộng cộng này. Tức là tại thời điểm viết x cộng cộng thì nó vẫn bằng giá trị cũ. Sau cái dòng đấy thì nó sau khi thực hiện cái phép toán đấy hiển thị xong hoặc là tính toán xong rồi, nó mới thực hiện cộng thêm một giá trị nữa vào cho x. Được chưa? Đấy là cái x cộng cộng. Thế bây giờ nếu mà tôi viết như thế này, hiểu x cộng cộng chưa? Chưa ấy à? Đây, x cộng cộng tương đương với x bằng x cộng 1. Cái này mà không hiểu nữa thôi này. Ví dụ x đang bằng 5, x tôi console log ra, console bây giờ tôi có x bằng x cộng 1, thì bây giờ x bằng mấy? Sau câu lệnh này tôi mới console log bằng 6 đúng không? Thế bây giờ tôi tiến hành là x cộng cộng, bây giờ x bằng mấy? Thế chúng nó có bằng nhau không? Nó chỉ khác nhau tại một cái trò, đó là khi mà chúng ta thực hiện x cộng cộng ấy thì tại cái dòng này này, tại cái dòng này thật là thời điểm mà cái trình duyệt nó đọc code của chúng ta đọc từ trên dưới đúng không? Thì tại cái thời điểm mà x được cộng cộng này là nó chưa cộng, mà phải sau đấy, sau khi cái lệnh cộng cộng này kết thúc thì nó mới cộng thêm một giá trị vào x. Đấy chứ, chỉ là thời điểm thôi. Xong chưa? Bây giờ tôi có cái trò này. Bây giờ hiển thị mấy? Mười một hay mười hai? Mười hai à? Này thì mười hai. Phải bằng mười một chứ, bởi vì tại cái dòng này nó tại cái thời điểm xảy ra cộng cộng nó đã cộng đâu, hiểu chưa? Tại cái thời điểm này nó chưa cộng thêm vào, cho nên nó vẫn bằng giá trị bằng 5. Như thế này thì bằng mấy? Hiển thị bao nhiêu? Hả? Lại 13. Nó phải là bằng 14 chứ. Đây nhá. Thế bắt đầu thế bọn này ngu rồi đấy. Bắt đầu ngu dần rồi đấy. Đây này. X bằng 5 nhá. Không, từ từ bình tĩnh nhá. Cứ thong thả. Đây. X bằng 5 nhá. Rồi. Console log 6 cộng x cộng cộng, thì tại tôi nói là tại cái thời điểm cộng cộng là nó chưa cộng thêm một giá trị vào, thì nó mang giá trị bằng mấy? 5, 6 cộng 5 bằng 11 đúng chưa? Rồi, hết cái lệnh này, hết cái câu lệnh này, nó mới cộng thêm một đơn vị vào x. Thì bây giờ x bằng mấy? 6 cộng 8 bằng mấy? Thằng nào nó bảo 15. Học dốt có truyền thống à? Được chưa? Tiếp tục này. Lại phép nữa. X lại cộng cộng. Thì bây giờ bằng bao nhiêu? Trên hiển thị mấy? Trên lại hiển thị 6. Trên hiển thị bao nhiêu? Ở trên này này. 11. Ở dưới này hiển thị bao nhiêu? Ờ đúng rồi. Bắt đầu khôn rồi đấy. Nó mới cộng cộng nhưng nó, tại cái thời điểm cộng cộng là nó chưa thêm đơn vị, chưa thêm giá trị vào. Cho nên nó vẫn bằng 14. Thế giờ bây giờ nó mới tiến hành là console
log vào đây là x. Thì bây giờ x bằng mấy? Tôi mệt với công các bà lắm. Cái này bằng mấy? 12 dưới bằng mấy? 15, 14 với mấy? Đúng rồi. Có thế thôi, nói mãi không hiểu. Tiếp. Rốt đi. Bây giờ bằng mấy? Đây. Đây bằng bao nhiêu? Tại sao bằng 17? Đây là bằng 5 này, là bằng 11 này, 12 này. Đây vẫn bằng 5 à? Rồi. Lại không phải, à không phải. Tại sao lại bằng 18? Đây nha, x cộng cộng kết thúc cái này thì là nó lên bằng 6 rồi đúng không? Cộng đến đây nó mang giá trị bằng mấy? 6. Xong hết cái cộng cộng này thì nó mới xuống đây nó mới bằng 7 này. Đúng không? Thì đây chúng ta có 6 cộng 5 cộng 1 cộng 6. Bắt đầu thấy ngu rồi này. 6 cộng 5 cộng 1 cộng 6 có phải là 6 nhân 3 không? Đây bằng 18. Ôi giời ơi. Cái này là rất hay bị lừa nha, nhưng mà cái này tính ứng dụng nó rất là cao. Tí nữa chúng ta học đến vòng lặp chúng ta sẽ thấy là ứng dụng nó rất là cao luôn. Nhưng mà chúng ta sẽ rất hay bị lừa ở đây. Đã quen chưa? Chưa, cho thêm. Này có không? Đấy, thêm một dấu cộng vào đây. Bằng bao nhiêu? 19. Hai dấu cộng thì là cộng 1, còn ba dấu cộng là cộng 2 à? Lỗi, nó không có cú pháp ba dấu cộng. Được chưa? Rồi. Đã hiểu chưa? Tiếp tục. Thôi rồi, tiếp tục. Tiếp tục. Rồi. Chúng ta có cái trò là x cộng cộng tương đương với x bằng x cộng 1, tuy nhiên tại cái thời điểm xảy ra thì nó chưa cộng thêm giá trị. Thấy chưa? Bây giờ ngược lại với cái thằng x cộng cộng thì chúng ta có cái thằng cộng cộng x. Nó cũng tương đương với việc x bằng x cộng 1. Nhưng mà tại cái thời điểm xảy ra ấy, là nó đã cộng đơn vị rồi. Tại thời điểm xảy ra nó đã cộng rồi. Thì bây giờ tôi có các bài tập như sau. Console log 6 cộng x cộng 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 với cộng cộng x. Em có chạy không? Chạy thì bằng bao nhiêu? Thật không? 6 cộng mấy? 6 cộng 5 này. Cộng với mấy? Cộng với 7 chứ. Lại ngu rồi. Đúng không? Hết cái này nó bằng 6 này. Xong rồi tại thời điểm xảy ra cái này nó bằng đã bằng 6 cộng thêm 1 thì chả bằng 7. Đúng không? Thế nhưng mà khổ cái là nó không chạy. Chạy ai? Tại sao cộng với... đúng, cộng thêm cái dọc cặp đúng ngoặc này nó chạy. Được chưa? Thì bây giờ 6 cộng với 6 cộng với 6 cộng 5 cộng 7 thì là bằng 18. Đúng chưa? Rồi thì bây giờ console log x bằng mấy? Bây giờ x bằng mấy? Vừa mới bảo 6 cộng 5 cộng 7 xong bây giờ x bằng mấy không biết. Lại bằng 12. Giờ đứa nào trả lời sai thì tự động xuống kia mua một chai Dr. Thanh nhá. Lên uống cho nó bình tĩnh lại. Nào,
x bằng mấy? Lại được một thằng bằng 18 nữa. Tại sao lại là 18? X cơ mà. Bắt đầu đếm. Ừ, đúng rồi, bằng 7. Chả bằng 7 thì bằng bao nhiêu? Xong chưa? X cộng cộng bằng cộng cộng x có khó không? Có. Khó, tôi ngày xưa cũng nhầm suốt. Tí nữa sẽ mua, tí nữa sẽ phải mua. À tôi ấy hả? Ngày xưa bị ăn tẩn ấy. Mua cái gì mà mua. Được chưa? Tiếp tục này. Rồi, cái này có chạy không? Mà chạy thì bằng bao nhiêu? Vì sao không chạy? Nào bằng bao nhiêu? Có chạy không? Chưa hết là có chạy không? Vì sao không chạy? Hả? Phải đóng ngoặc. Đóng ngoặc vào đâu? Hả? Bên này hay bên này? Đây hả? Đây. Theo yêu cầu. Rồi. Giờ sao? Giờ có chạy không đã? Rồi giờ có chạy. Chạy thì kết quả ra bao nhiêu? Vì sao ra 32? Tính kiểu gì vậy? Năm này cộng 5 cộng 7 cộng 8 cộng 7 bằng 32. Rồi. Đúng chưa? Thế bây giờ tôi bỏ cái dấu đi có chạy không? Đừng nói chắc là, chắc chắn đi. Được chưa? Không bao giờ có chuyện có 3 dấu cộng ở phía trước của x. Từ 2 dấu cộng đã không được rồi. Được chưa? Lưu ý. Nếu muốn cái phép này cộng cũng được, chúng ta phải thêm cái này vào. Xong chưa? Tiếp nha. Bây giờ đang có x cộng cộng thì bên chúng ta có là x trừ trừ. Cái này tương đương với x bằng x trừ 1. Và có tiếp luôn cả x trừ trừ x nữa. Đứa nào đang xem phim đấy? Đúng, thời điểm giống nhau. Được chưa? Luyện tiếp nha. Luyện cho nó quen đi.
Rồi bây giờ bằng bao nhiêu? Đặt bút xuống máy tính. Tốt nhất là đặt bút xuống máy tính nếu mà chưa quen. Bốn cộng năm cộng năm cộng bốn trừ tám cộng năm. Bốn à, năm năm cộng năm cộng năm cộng bốn trừ tám cộng bốn. Rồi tôi vẫn đang nhập. Có những bài toán đến người già không hiểu. Chẳng có lúc nào cô phải học toán cả. Sau này đẻ con cũng phải học toán. Không sao dạy nó. Nhưng yên tâm, toán trong lập trình nó dễ hơn. Dễ hơn toán ngày xưa rất nhiều. Ôi sao mai chưa đứa nào già, lâu thế. Mười bảy hay mười tám? Tám. Tám, mười bảy, mười tám. Thế đáp án nào là đúng? Bao nhiêu người ra 8? Không ai ra 8 ạ. Bao nhiêu người ra 17? 1, 2, hết rồi ạ. Ui, 2 đứa. Chẳng có đứa nào đúng ạ. Ờ, tính lại xem có đúng 15 không? 5 nhá, là 10 nhá. 10 chưa? Bây giờ x bằng mấy? 4 cộng cộng lên bằng mấy? 15 chưa? 15 cộng với 4, cộng với 4 là bằng bao nhiêu? 19 trừ 8 bằng mấy? 11 cộng với mấy? 4 thì chả là 15. Đúng chưa? X hiện tại bằng mấy? Kết thúc cái này x bằng mấy? 5. Đúng rồi. Quanh ra quẩn vào thôi mà. Chán chưa? Ô, ừ. Này gấu nhở. Thôi tôi comment cái này vào. X bằng, à quên nhầm. Nó hơi vớ vẩn nha. Cộng cộng x cộng trừ trừ đi. Lỗi lù lù như này không đứa nào phát hiện ra luôn. Không biết thằng nào trước thằng nào sau.
nghe như tụng kinh. Đến tầm này là tôi cũng không biết x bằng bao nhiêu rồi. Chín, mười, 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 có đứa nào bằng 13? 13. Bao nhiêu nữa? ZQK đâu rồi? 9, 10 và 13 đúng không? Và cuối cùng x bằng mấy? X cơ mà, x bằng 7. 10 là đúng. Nào, sao? Lý giải. Đây x bằng mấy? 6. 6. 6 cộng với sau này cộng 5, cộng 5. Phải tính cái này chứ. Ưu tiên trong trước, trong hoặc trước. Còn gì nữa? Ưu tiên trong hoặc trước. Thì ở đây mình có là mấy? 4 cộng 4. Đúng nhá, 4 cộng 4 bằng 8. Đúng không? Ngoài này là x bằng đang bằng mấy? X đang bằng 6 này. 6 cộng với 5 5 5, xin lỗi. 6 cộng với 5 này. Cộng với 5 nữa này. Đúng chưa? Để tôi cộng. 6 cộng với 5 cộng với 5 tiếp. Trừ đi 6 cộng với 7. 7 chứ còn gì nữa? Trừ đi 7. Đúng chưa? 5 cộng 5 bằng 10. Xong chưa? Thì đúng trong ngoặc trước còn gì nữa. Đây là cái ngoài ngoặc, xong rồi đến đây thì chúng ta không cộng ngay ở đây, mà cộng cái cộng tính phép cộng ở trong này trước, chứ không phải là cộng ngay với cái này. Hiểu chưa? Vẫn lấy x ở ngoài trước. Đúng rồi. Chính xác. Xong chưa? Rồi, chúng ta sang phép tiếp theo. Vẫn là toán tử. X. Comment vào nha. X cộng bằng 2 console log ra x. Bây giờ x bằng mấy? Cộng bằng. Rồi chúng ta có phép thêm phép là phép cộng bằng. Cái phép x cộng bằng này nó tương đương với lại là tương đương với x bằng x cộng 2. Bây giờ x bằng mấy? 7. Đã có x cộng bằng rồi thì chúng ta sẽ có x trừ bằng, x nhân bằng, x chia bằng và x chia lấy dư bằng. Cái này không có xước sau gì cả, cứ nhìn thấy là chạy thôi. Đúng rồi. Cứ gọi là chạy. Không có trước sau gì cả. Tại thời điểm chạy này là x thay đổi. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta có cái này. Hôm trước chúng ta có một cái rắc rối rất lớn. Đó là lấy nó rắc rối, đó là cái số cộng với một chuỗi. Đúng nhá. Bây giờ nếu mà chúng ta làm như này thì sao? Vẫn tiếp tục ứng dụng của mớ này.
x cộng bằng một cái chuỗi là số 7. Bây giờ x bằng bao nhiêu? X bằng 5, 7 hay x bằng 12? Ờ thì x bằng x cộng 7. X đang bằng 5 đây, giờ x bằng mấy? Hay nói cụ thể hơn là x bằng 5 cộng với 7. Giờ nó kết quả sẽ là 5 và 7 hay là 12? 5, 7 hay 12? Nghĩ kỹ đi. Kỹ đi. Bắt đầu thấy ngu dần. Theo đúng logic thôi. Logic là một số cộng với một chuỗi thì đưa hết về chuỗi và ghép hai chuỗi với nhau. Đúng chưa? Đơn giản thôi. Đúng chứ nhỉ? Thế bây giờ nếu mà tôi có x trừ 7 trừ bằng 7 thì có bao nhiêu? Vân Anh nào, mãi không thấy trả lời đúng được cái câu nào từ lúc cô bắt đầu học tôi đến giờ. Giờ bằng bao nhiêu? Thà nào nhắc đi xuống dưới cuối lớp bây giờ này. Đừng tưởng lúc nào anh hùng cứu mỹ nhân cũng được. Nó đang mỹ nhân kế các ông đấy. Đừng có mà ngu. Bao nhiêu? Tại sao bằng trừ 2? Tại sao lại bằng trừ 2? Ê, nó mới khó. Đó. Đó, ông lớp phó rồi, ông cứu nó đi. À, đúng rồi. Được chưa? Tiếp tục. Giờ sao? Đây là chuỗi thật, nhưng không phải là chuỗi số nữa. Viết lung tung vào đây cho nó nhiều. Đấy. Giờ sao bằng mấy? Nga. Dạ vâng gì? Giờ bằng bao nhiêu? Nó không ra kết quả. Chắc chắn nó phải output ra một cái gì đấy. NaN là gì? Not. Not a number. Nó không phải là số. Nó không phải là số. Phép cộng và phép trừ này nó không thực hiện ra số. Thì nó sẽ báo là not a number. Not a number. Khổ lắm cơ. Học giỏi quá thì được rồi. Làm ơn học tốt cả tiếng Anh nữa. Not a number. Không phải là số. Xong chưa? Rồi. Đấy, tạm thời là hết toán tử để tính toán. Nhắc lại một tí nữa này. Toán tử tính toán chúng ta có cái gì? Cộng, trừ, nhân, chia, chia lấy dư, cộng cộng, x cộng cộng, x trừ trừ, trừ trừ x và cộng cộng x. Chúng ta có x cộng bằng, x trừ bằng, x nhân bằng, x chia bằng. Là x chia lấy dư bằng. Và đây là tất cả các phép toán liên quan đến tính toán của chúng ta. Còn phép mũ với lại phép căn bậc 2, căn bậc 3 thì tính sau. Đấy là có một cái lớp của VT, của JavaScript nó cung cấp cho chúng ta sẵn rồi, chúng ta chỉ nhớ cách dùng thôi. Được chưa? Đau đầu ấy, thấy cái này đau đầu ấy. Tội gì đâu đâu.
Ngày xưa tôi chỉ học giỏi toán hình thôi, còn toán đại tôi không muốn. Cô để sau tôi, cô phải giống tôi, nhưng sau tôi lại phải giống cô. Là vớ vẩn, không có tôn đi chả được. Xong chưa? Nốt lại nha. May chúng ta không học toán cao cấp, toán thời gian. Ngày xưa tôi học toán cao cấp còn phải thi lại. Toán thời gian thì mình không phải thi lại, toán thời gian hay lắm. Tiếp theo, chúng ta xong về toán tử và biến. Tạm thời xong về toán tử, chúng ta có 3 loại toán tử. Toán tử đầu tiên là toán tử tính toán. Toán tử thứ hai là toán tử so sánh. Toán tử thứ ba là toán tử lựa chọn. Do 3 loại toán tử thì cái toán tử so sánh và toán tử lựa chọn ấy thì nó đều thuộc về một cái loại cú pháp, đó là câu lệnh rẽ nhánh. Câu lệnh rẽ nhánh thì câu lệnh rẽ nhánh này nó mô phỏng lại một cái câu nói của trong thực tế, đó là nếu thỏa mãn điều kiện thì thực hiện một cái gì đấy, nếu không thỏa mãn điều kiện thì thực hiện cái việc khác. Thì đó là chúng ta có nếu thỏa mãn điều kiện thì thực hiện logic nào đấy. Chúng ta có câu tương ứng là if điều kiện mở ngoặc nhỏ, cốt ở trong là tương đương với thực hiện thì là cốt ở đây. Viết vào nhớ nhá, trong cặp dấu ngoặc tròn này là điều kiện, còn cốt bình thường, cốt logic ấy, nó nằm trong cặp dấu ngoặc. À, hoặc đơn này thì là điều kiện, hoặc dấu ngoặc nhọn này thì là cốt nằm ở trong đấy để được thực thi. Xong chưa? Ví dụ như sau. Con đi điều kiện, câu điều kiện. Ở đây chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta có va là tên bằng với prom của tên bạn là. Chúng ta có va giới tính thì bằng from của giới tính của bạn. Chúng ta sẽ có if giới tính. Phép toán tử so sánh đầu tiên của chúng ta là phép toán tử bằng, là so sánh bằng thì là giới tính bằng nam thì hiển thị ra là document right. Right. Hello anh cộng với tên. Nếu là nam thì hiển thị là xin chào anh gì đấy. Còn if giới tính bằng nữ thì duplicate cái này lên, xin chào chị nào đấy.
Xong chưa? Xong chưa? Rồi chạy thôi. Tên của bạn là Trần Hữu Thiện. Giới tính của bạn là nam. Hello anh Hữu Thiện này. Bây giờ có là Hoàng Vân Anh à? Tôi chém thế. Nữ. Hello chị. Được chưa? Đây là câu lệnh if của chúng ta. Thì chúng ta ở đây là kiểm tra nếu cái biến giới tính này bằng giá trị là nam thì cái lệnh này sẽ được chạy. Đúng không? Nếu cái giới tính là bằng nữ thì cái lệnh này sẽ được chạy. Còn nếu không thỏa mãn một trong hai cái này thì không có cái đoạn nào được chạy cả, nó chạy xuống dưới luôn. Được chưa? Thì đấy là cái logic của cái câu lệnh nếu thì, nếu thỏa mãn thì chạy, còn nếu không thỏa mãn thì kệ. Được chưa? Con nào thắc mắc gì không? Hai dấu bằng. Đấy là toán tử so sánh. Chúng ta sẽ có những cái toán tử so sánh sau. Đây là so sánh bằng. So sánh bằng. Khi dùng so sánh bằng hãy cẩn thận. Không phải lúc nào cũng được đâu. Khi mà so sánh bằng thì chúng ta có thể so sánh 1 và 5 vào đây đều được cả giá trị đấy. 1 và 5 thì chắc chắn là nó khác nhau rồi đúng không? Thì cái này nó trả ra cái gì? Kết quả của cái này ra cái gì? False. Sai. Sai thì sẽ không chạy vào trong. Nếu mà đây là cái biểu thức nhá, chúng ta nhớ này, trong cái cặp giống bằng này là cái biểu thức hai thằng kia ngồi không chim chuột nhau nữa. Không, ngồi tách nó ra đi. Áo trắng lên trên mặt trên đi ngồi. Không biết gái đến cả trai. Thật. Nào con nghe có hiểu không nào? Ngồi đâu? Tôi bảo lên đây. Không thì đi ra ngoài. Nhanh. Mang cái máy lên để máy của họ xuống dưới. Nào nào đấy.
chúng ta để ý trong cái cặp dấu ngoặc này nó là biểu thức so sánh nhá. Biểu thức so sánh thì chỉ có hai kết quả trả ra thôi. Đó là đúng hoặc sai, tức là true hoặc false. True hoặc là false. Được chưa? Nếu mà true, nếu mà cái biểu thức này trả ra true thì cái câu lệnh nằm trong cặp dấu ngoặc này sẽ được thực thi. Còn nếu mà bằng false thì nó sẽ bỏ qua, chạy cái lệnh ở phía dưới. Được chưa? Đấy là biểu thức so sánh. Thì chúng ta sẽ có thể so sánh, đặc biệt lưu ý với con phép so sánh bằng này. Đó là cái gì? Khi mà so sánh các số với nhau thì không vấn đề gì cả. Nếu nó không bằng nhau tuyệt đối thì không sao. Nhưng mà nếu mà chúng ta so sánh không và false, cái này nó so sánh là như nào? Hai cái giá trị nó bằng nhau. Theo các bạn nhìn thấy nó là không bằng nhau đúng không? Bởi vì thứ nhất là cách viết nó khác nhau, thứ hai là kiểu dữ liệu nó khác nhau. Nhưng mà hãy nhớ lại, khi mà chúng ta thực hiện các cộng giữa hai cái kiểu dữ liệu khác nhau với nhau thì sao? Nó sẽ ép về một kiểu dữ liệu có cái vùng tập xác định lớn hơn. Thì ở đây cũng vậy, nó sẽ ép từ thằng này là boolean ép về kiểu là số và để so sánh với nhau. Thì vô ép về số nó sẽ bằng 0. 0 nó bằng 0 chưa? Được chưa? Do đó hai thằng này vẫn trả, nên khi so sánh không và full nó vẫn trả về true. Hãy lưu ý không vừa bằng full vừa bằng không vừa bằng null và bằng cả string rộng. Được chưa? Nên là khi so sánh, đặc biệt là so sánh thằng không này, thì phải thật sự cẩn thận. Thế cho đấy là cái chất so sánh bằng. Chúng ta có một phép so sánh đảm bảo an toàn hơn, đó là phép so sánh bằng tuyệt đối cả ba dấu bằng. Phép so sánh tuyệt đối là ba dấu bằng nhìn với nhau. Thì cái phép so sánh này nó hơn cái kiểu so sánh kia ở chỗ nào? Đó là ở cái phép so sánh thì nó so sánh cả kiểu dữ liệu và giá trị. Nếu mà ví dụ bây giờ chúng ta không và false vẫn như cũ, thằng kia thằng hai dấu bằng đã trả là true, nhưng mà ở đây chắc chắn là trả là false, bởi vì kiểu dữ liệu của hai thằng này đã là khác nhau. Khác kiểu dữ liệu phát là trả về false ngay, chứ không cần phải kiểm tra đến dữ liệu nữa. Được chưa? Đấy là cái phép so sánh tuyệt đối. Chúng ta có phép so sánh tiếp theo, đây là bằng này và ba dấu bằng này. Phép khác, bây giờ chúng ta có 5 và 8. Phép so sánh này trả ra cái gì? Ổn là chung. Chung đúng không? Thì 5 và 8 thì nó được phép thực hiện cặp lệnh, những cái khối lệnh nằm trong này. Thì đấy là cái, đây là phép khác. Thằng này có khác thằng này không? Có, thì chạy vào đây. Nếu mà chúng nó bằng nhau thì mới làm không? Được chưa? Đã có khác thì chúng ta sẽ có khác tuyệt đối. Khác tuyệt đối. Còn lại thì chúng ta có lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng. Đấy là các phép so sánh khác. Là lớn hơn, nhỏ hơn. Đây là toàn bộ những cái toán tử so sánh. Các bạn này phép rồi. Xong chưa? Học nốt luôn. Trong một điều kiện, chúng ta lưu ý trong một câu if. Chúng ta sẽ có cái trò này, có cái bài toán như sau. Như thế nào được gọi là đàn ông? Đây là đàn bà có râu. Nhiều.
Đàn ông thì làm sao? Giới tính phải là nam. Giới tính là nam và gì? Đã kết hôn. Đúng biết đây là. Đây là câu nói nhưng mà chị ai có áp dụng cho cuộc sống của các bạn đâu? Đúng. Đây là ví dụ mà đừng đánh đồng mình vào những cái ví dụ như thế này. Mình hơn chúng nó hơn nó. Chứ đừng, đây chỉ là chữ thôi, mình phải hơn chữ. Được chưa? Thì ở đây tôi muốn nói đến cái điều gì? Ở đây các bạn thấy này, đây là một điều kiện này. Đây là điều kiện thứ hai. Phải thỏa mãn cả hai điều kiện này thì câu lệnh trong này mới chặn. Đúng không? Tức là trong một câu điều kiện chúng ta có thể có ít nhất là một rồi và có thể có nhiều thêm những cái điều kiện khác nữa. Thỏa mãn tất cả cái mớ đấy thì chúng ta mới chạy được. Thì chúng ta có cái phép đầu tiên là cái phép và. Câu lệnh của chúng ta sẽ như sau: if điều kiện 1 thỏa mãn và điều kiện 2 thỏa mãn, thích nữa thì và điều kiện n thỏa mãn thì mới chạy câu lệnh trong này. Đấy nhỉ? Tất cả các điều kiện của chúng ta đều phải trả về chung thì nó mới chạy cái câu lệnh ở trong cặp giống hoàn toàn. Đây là phép so sánh. Đây là toán tử tiếp theo chúng ta. Toán tử lựa chọn this one. Xong chưa? Đây là điều kiện 1 thỏa mãn điều kiện 2 thỏa mãn điều kiện 3 thỏa mãn thì mới giải trọng. Đây là một cái. Cái thứ hai, làm thế nào để xác định được? À thôi rồi. Dạ. Như thế nào để xác định được một cái bút? Cái gì ạ? Bút. Là kia nó bên là gì? Mình. Thằng này có vẻ cuốn hút bởi những cái thứ hình trục. Cái hình trục nó có sức hấp dẫn gì với ông bạn? Em bị bẻo. Mình thích cuốn trục. Sao phải là nhiều? Rồi. Một chữ là. Một là nó viết được. Đúng không? Viên phần chúng ta có thể gọi là cũng được. Hai là nó có thể làm gì? Cộng. Chúng ta ví dụ thôi nhá. Không nhất thiết là phải bắt buộc như vậy, đúng không? Cái thứ nhất là để là được một cái để là cái bút được thì chúng ta có thể là viết được. Thế nhưng bút của hết mực thì sao? Hoặc là bơm mực vào được. Đúng không? Thì đều là cái bút, chúng ta coi như đấy là cái bút đi, đúng không? Một thỏa mãn một trong hai điều kiện đấy thì chúng ta sẽ gọi đó là cái bút. Thì chúng ta có cái phép là phép if điều kiện một thỏa mãn hoặc điều kiện hai thỏa mãn thì chạy câu lệnh nhanh, chạy câu lệnh chậm lại. Phép chúng ta phép toán tiếp theo là phép hoặc và hai dấu cách đứng. Ở dưới Pimenter, ở trên Pimenter.
một trong hai, hoặc là một điều kiện nào đấy trong cái tập hợp điều kiện này thì đều được. Xong chưa? Ok. Tiếp này, chúng ta có phép toán lựa chọn cuối cùng. Cái này cũng không phải là phép toán lựa chọn. Đây người ta gọi là phép riêng, người ta gọi là phép phủ định. Phủ định một cái x nào đó. Chúng ta là phép phủ định. Ví dụ x đang bằng chu. Nếu mà x đang bằng chu, đang mang giá trị là chu, chúng ta if phủ định của x thì log ra a chẳng hạn, phép này cũng chẳng. Bởi vì x đang bằng chu, cái phép phủ định này tương đương với cái việc là so sánh x bằng false. Chúng nó có bằng nhau không? Cho nên là cái câu đấy, cái phép toán, cái phép toán so sánh này chẳng phải false, nên là cái này cũng chẳng. Được chưa? Đây là các phủ định tương đương với so sánh với false. Cái phủ định nó có nhiều cái cách dùng lắm nhá. Hãy lưu ý. Ví dụ chúng ta đang có x bằng chu này. Được chưa? Y bằng phủ định của x. Y bằng phủ định của x thì y lúc này mang giá trị bằng false. Phủ định này ở đây nó tương đương với việc là nhân với trừ 1. Được chưa? Tiếp tục. Chúng ta luyện tập thôi. À, hôm nay chúng ta sẽ nghỉ sớm một chút nhá. Mình có chút công việc cho nên là nghỉ sớm độ khoảng nửa tiếng. Nửa tiếng. Buổi sau mình sẽ dạy bù các bạn sau. Rồi, nào. Bây giờ nhá, quay trở lại cái bài toán hôm trước là tam giác, tam giác gì đấy đúng không? Điều kiện để một hình thành một tam giác là gì? Ba cạnh bằng sáu. 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 Ba làm sao để kiểm tra một cái ba cái độ dài nó có hình thành được tam giác hay không? Ba độ dài x, y, z tương đương với ba biến đúng không? Hai cạnh bất kỳ. Hai cạnh bất kỳ lớn hơn một cạnh còn lại thì mình sẽ dùng cách gì? Dùng cái gì?
Xong chưa? Đầu thế.
Không nhớ. Bao nhiêu bạn xong rồi? 4 2 Có 2 đứa rồi à? 3 3 đứa thì chia nhau ra 3, 3 tổ. Một dãy bên này, một dãy từ bàn 3 trở lên, một dãy xuống dưới. Đi kiểm tra giúp các bạn kia đi. Ok. Vân Anh, đứng lên, xong rồi đi giúp các bạn đi. Giải thích cho nó. Nhiều cái tôi giải thích các bạn không hiểu đâu, nhưng mà bạn giải thích lại hiểu. Cứ thử đi. Nào, triển khai đi nhanh lên. Bạn tên là gì? Rồi, từ trên này xuống, làm một vòng. Hay ấy là hay không ấy. Tiếp tục đi, tiếp tục nghĩa đi, xem nghĩa làm được chưa. Yeah.
con vẫn chưa xong ở lâu thế. Dãy bên dưới đi. Thằng lớp khóa rồi. Xong chưa? Triển khai tiếp cho nó, cho bọn nó xong đấy đi. Nhanh còn lại dạy phần tiếp theo nào. Cho lộ thế. Nào chữa này. Con về trong đây. Xong rồi. Làm sao để biết được ba cạnh này là tam giác rồi hay không? Y X cộng Y lớn hơn Z và Y cộng Z lớn hơn Y và xong. Đấy cũng có thế thôi. Có gì nhiều đâu. Được chưa? Tiếp tục này. Bây giờ đây là câu hỏi tiếp. Xong chưa? Chúng ta hãy tiếp tục làm tiếp với một cái lý thuyết nữa. Thế nếu nó là tam giác thì chúng ta tiến hành là tính tổng, tính diện tích, tính chu vi căn cơ kiểu này. Thế nếu nó không phải tam giác thì chúng ta phải output cho người dùng một cái gì đấy để người ta nhìn thấy chứ, đúng không? Thì
nếu thỏa mãn được điều kiện ở đây. Và chúng ta có quyền xử lý là nếu điều kiện, đây là một biến thể nhá, nếu điều kiện thỏa mãn thì chạy loop code A, tức là viết code ở trong này. Còn nếu không thỏa mãn điều kiện thì chúng ta có else. Nếu không thỏa mãn thì chạy loop code B là như thế này. Else. Được chưa? Có thể có else hoặc không có else thì tùy nhá. Nếu muốn chắc chắn muốn xử lý một cái gì đấy nên có else vào, còn nếu không không muốn xử lý nữa thì chúng ta chỉ để if thôi. Đây gì? Thì đến buổi sau tôi sẽ hướng dẫn tiếp. Bây giờ các bạn làm tiếp cho tôi bài tập này. Cho ba số A bằng 1 chẳng hạn, B bằng 4, C bằng 2. 4 đi, rồi ok. Chúng ta tiến hành giải phương trình bậc 2 là AX bình cộng BX cộng C. Và hiển thị cho tôi kết quả của X có nghiệm hay không. Nếu có nghiệm thì là một nghiệm hay hai nghiệm. Và hiển thị cụ thể chi tiết các cái nghiệm X1, X2 nếu có.